KNP Đại Phát Jewelry chuyên bán vàng hộp xoàn GIA và đủ các loại nữ trang hiếm quý được khách hàng tin tưởng và ủng hộ trên 25 năm qua. Để cảm tạ quý khách, chúng tôi có giá thật hấp dẫn. Hộp xoàn 4 ly VVS1 nước Y 400 Mỹ Kim, 4 ly rưỡi 700 Mỹ Kim. Hộp xoàn GIA với giá đặc biệt chỉ có tại KNP Đại Phát Jewelry trên lầu Phước Lộc Thọ căn 214 gian hàng số 8 và 9. KNP Đại Phát Jewelry sẽ đem đến khán giả Lido Song TV những viên hộp xoàn GIA giá trị hợp túi tiền. Kính mời quý vị đón theo dõi 714-890-0699. Kính chào quý khán giả đến với chương trình talk show của công ty hộp xoàn KNP Đại Phát. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì như thường lệ chúng tôi sẽ có những mặt hàng hộp xoàn được on sale đặc biệt chỉ có trên Lido Sài Gòn TV mà thôi. Và trong khi xem chương trình này, nếu quý vị ưng ý bất cứ một cái mặt hàng nào, xin ghi lại số thứ tự của món nữ trang mặt hàng đó và gọi ngay cho chị Bích, đừng chần chờ, ở số điện thoại là 714-305-8089, 714-305-8089. Quý vị cũng có thể xem lại chương trình này qua trang mạng YouTube. Vào YouTube quý vị search là Talk Show K&P Đại Phát hoặc là Trung Tâm Hột Xoàn K&P Đại Phát để mà xem lại. Và sau khi xem, nếu mà quý vị vẫn ưng ý những cái món hộp xoàn mà quý vị xem, quý vị có thể gọi ngay check lại với chị Bích xem là những món nữ trang đó còn hay là không. Còn khi quý vị nào đang xem trực tiếp trên đài Lido Sài Gòn TV, xin gọi ngay đừng chần chờ, vì mỗi món nữ trang chị Bích giới thiệu trong chương trình này có giá on sale đặc biệt và chỉ có một cái kiểu như vậy mà thôi. Rằng quý vị gọi trễ, người khác đã lấy rồi đó, order rồi đó, thì là chúng ta mất cơ hội đi để mà mua cái món nữ trang mà mình ưng ý và cũng như là được với cái giá on sale đặc biệt. Và bây giờ thì chị Bích như thường lệ sẽ giới thiệu cho chúng ta những món nữ trang được on sale trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời chị. Dạ, cảm ơn Phạm Khanh. Hôm nay Bích có 32 món quý vị. Món số 1 á, là một chiếc nhẫn xoàn vàng trắng 18K, có 5 viên xoàn nhỏ, mỗi viên là 3 ly rưỡi. VVS1 mà là nước E-Color, sạch đẹp, không bọt mà cũng không có than. Giá thị trường là 1.700 đô rồi quý vị, on sale ngày hôm nay chỉ có 1.400. Mà xoàn 3 ly rưỡi VVS1 mà nước E-Color vẫn còn on sale, mỗi viên là 250 quý vị. Qua món số 2 là một đôi bông tai xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có 2 viên xoàn, mỗi viên là 5 ly rưỡi. Nước J Color là J John đó quý vị. VVS1 cộng với 3 Excellent, Fluorescent 2 viên đều là nên cả quý vị. Hai viên này đều có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA, sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 5.200 đô rồi, on sale ngày hôm nay chỉ có 4.250, quá hấp dẫn quý vị. Cái xoàn 5 ly rưỡi VVS1 mà J-Color mà có giấy giám định của quốc tế, nó chỉ có là 1.800 đô, là 2 viên là 3.600 đó quý vị. Bông tai là 650, 2 cái cộng lại là 4.250. Qua món số 3 là một chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 44 viên xoàn nhỏ cộng với một cái viên xoàn chính giữa là 5 ly 4. IF thì quá sạch rồi quý vị, G Color là girl đó quý vị, cộng với 3 Excellent, có cả viên này có cả Hot and Arrow Excellent, viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA, sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 3.500 đô rồi, on sale ngày hôm nay chỉ có 2.850. Cái xoàn 5 ly 4 nước G Girl IF thì tuyệt vời rồi quý vị, chỉ có 2.150 đô mà lấy được cái hộp viên hộp xoàn 5 ly 4. Quá đẹp quý vị ạ. Vỏ xoàn là 700, hai cái cộng lại là 2.850. Qua món số 4 là một cái vòng xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 100 viên xoàn nhỏ, hấp dẫn lắm, cái vòng này rất dễ thương quý vị. Cộng với 5 cái viên xoàn, mỗi viên là 4 ly. VVS1 là 2 viên, cái sạch đẹp đó quý vị. E-Color thì trắng lắm quý vị. Bắt buộc là 4 ly của Bích on sale phải là VVS1 là E-Color, đẹp lắm quý vị. Sạch đẹp, không bọt mà cũng không than, giá thị trường là 4.200 đô rồi. On sale ngày hôm nay chỉ có 3.400 đô. Cái xoàn 4 ly VVS1 mà nước E-Color vẫn còn on sale 400 đô một viên.
nhưng năm là 2.000, cái vỏ xoàn là 1.400, hai cái cộng lại là 3.400 quý vị. Quan món số 5 là một chiếc nhẫn nam vàng trắng 14K, vàng nặng là 10.6 gram, cộng với 7 cái viên hột xoàn, mỗi viên là 2.5 ly, đẹp lắm quý vị. Nhẫn này đẹp cho những ai mà sắp cưới vợ đó quý vị, là nhẫn cưới đẹp lắm. VVS True sạch lắm quý vị. Giá thị trường là 900 đô rồi, on sale ngày hôm nay chỉ có 800 đô mà thôi. Qua món số 6 là một chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 80 viên xoàn nhỏ cộng với một cái viên xoàn chính giữa là 2 carat 02, VVS1 mà nước khi khó là đẹp lắm quý vị. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA. Sạch đẹp, không bọt mà cũng không than, giá thị trường là 16.000 đô rồi. On sale ngày hôm nay chỉ có 13.180 đô, quá rẻ, hấp dẫn quý vị. Cái xoàn 2.02 mà VVS1 nước khi khó là chỉ có 11.800 đô. Cái vỏ xoàn là 1.380 đô, hai cái cộng lại là 13.180 đô. Qua món số 7 là một chiếc nhẫn xoàn vàng trắng 18K, có khoảng 22 viên xoàn nhỏ cộng với 5 cái viên xoàn, mỗi viên là 3.5 ly. VVS1 cộng với là e-color sạch đẹp đó quý vị. Không bọt mà cũng không than. Cái nhẫn này là hai bên là có mỗi viên là 2 ly đó quý vị, chính giữa là 3.5 ly, cái nhẫn này hấp dẫn. Cái giá thị trường là 2.500 đô, on sale ngày hôm nay chỉ có 1.930 đô. Qua món số 8 là một đôi bông tai vàng trắng 18K, cộng lấy 4 cháu, cộng với 2 cái viên xoàn, mỗi viên là 4.4 ly. VVS1 mà nước đi color, cộng với 3 excellent, nước đi thì chẳng quá rồi quý vị, mà là VVS1 mà giám định của quốc tế nữa. Viên này, hai viên này nó là fluorescent, nó là nâng, có cả hot and arrow excellent luôn. Hai viên này đều có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA. Giá thị trường là 7.800 đô rồi, on sale ngày hôm nay chỉ có 6.580 đô. Cái xoàn 5.4 mà VVS1 nước đi color, on sale ngày hôm nay chỉ có 3.250 đô, còn nhân 2 lên là 6.500, cái vỏ bông là 80, hai cái cộng lại là 6.580. Đây là 8 món mong quý vị gọi vô cho KMP Đại Phát ở số phone là 714-305-8089 quý vị nhé. Cảm ơn chị Bích, và sau đây Phạm Khanh sẽ lặp lại 8 món nữ trang đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Món thứ nhất đó là một chiếc nhẫn xoàn vàng trắng 18K, có 5 viên xoàn, mỗi viên là 3.5 ly, VVS1 nước e-color, giá on sale là 1.400 đô. Món thứ hai đó là một đôi bông tai xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, cộng với 2 viên xoàn 5.5 ly nước Jaejeon Color VVS1 Tree Excellent, giá on sale là 4.250 đô. Món thứ ba đó là một chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 44 viên xoàn nhỏ, cộng một viên xoàn 5.4 IF nước Jaeger Tree Excellent, giá on sale là 2.850 đô. Món thứ tư đó là một chiếc vòng xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 100 viên xoàn nhỏ cộng 5 viên xoàn 4 ly VVS1 nước e-color, giá on sale là 3.400 đô. Và món thứ năm đó là một chiếc nhẫn nam vàng trắng 14K, vàng nặng 10.6 gram, cộng 7 viên xoàn 2.5 ly VVS2, giá on sale là 800 đô. Món thứ 6 đó là một chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 80 viên xoàn nhỏ, cộng một viên xoàn 2.02 carat VVS1 nước K, Carry Color, giá on sale là 13.180 đô. Món thứ 7 đó là một chiếc nhẫn xoàn vàng trắng 18K, có khoảng 22 viên xoàn nhỏ, cộng 5 viên xoàn 3.5 ly VVS1 nước E-Color, giá on sale là 1.930 đô. Và món thứ 8 đó là một đôi bông tai vàng trắng 18K, cộng 4 cháu cộng 2 viên xoàn 5.4 ly VVS1 nước D David Color Tree Excellent, giá on sale là 6.580 đô. Xin quý vị ghi lại số thứ tự của những món nữ trang vừa nêu và gọi ngay cho chị Bích, đừng chần chờ ở 714-305-8089. Sau đây thì chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số thông tin thương mại và chúng tôi sẽ trở lại với những món nữ trang, những món hộp xoàn được on sale kế tiếp trong chương trình Talk Show hôm nay.
KNP Đại Phát Jewelry chuyên bán vàng hộp xoàn GIA và đủ các loại nữ trang hiếm quý được khách hàng tin tưởng và ủng hộ trên 25 năm qua. Để cảm tạ quý khách, chúng tôi có giá thật hấp dẫn: hộp xoàn 4 ly VVS1 nước Y 400 Mỹ Kim, 4 ly rưỡi 700 Mỹ Kim, hộp xoàn GIA với giá đặc biệt chỉ có tại KNP Đại Phát Jewelry trên lầu Phước Lộc Thọ, căn 214, gian hàng số 8 và 9. KNP Đại Phát Jewelry sẽ đem đến khán giả Lido Song TV những viên hộp xoàn GIA giá trị hợp túi tiền. Kính mời quý vị đón theo dõi 714-890-0699. Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Talk Show giới thiệu quý vị những mặt hàng on sale của trung tâm hộp xoàn KNP Đại Phát. Quý vị trong khi xem chương trình này xin nhắc lại là quý vị có thể gọi ngay cho chúng tôi, đừng chần chờ, vì mỗi món nữ trang chỉ có một kiểu mà chỉ có giá on sale đặc biệt mà thôi. 714-305-8089. Sau khi mà quý vị gọi vô gặp chị Bích là chủ nhân của tiệm, nhờ chị giữ lại những món nữ trang mà quý vị yêu thích và order, thì xin mời quý vị đến với trung tâm hộp xoàn KNP Đại Phát nằm trên lầu 2, thương xá Phú Lộc Thọ, căn số 24, bước số 8 và 9, tức là từ cửa trước thương xá Phú Lộc Thọ đi đi thẳng vào trong, đến sân khấu chính và lên lầu, sau đó thì là đi về phía sau qua khỏi booth security thì trung tâm hộp xoàn KNP Đại Phát nằm bên tay phải của quý vị. Và một lần nữa số điện thoại để quý vị ghi lại ngay đó là 714-305-8089. Bây giờ thì chị Bích sẽ giới thiệu cho chúng ta món nữ trang từ món thứ 9 cho đến món số 16. Xin mời chị. Dạ, cảm ơn Phạm Khang. Bây giờ là món số 9 là một chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K. Có khoảng 90 viên xoàn nhỏ cộng với một cái viên xoàn hấp dẫn quý vị. 1 carat 31 mà nước G color là G John đó. Viên này là VS1, chỉ có một viên mà rớt sạch. Nó không có nhiều ở trên mặt, nó chỉ có một viên, nó sạch giống như VVS1. Thành ra Bích mới lấy cái viên xoàn này về. Nó đẹp, nếu mà quý vị lấy cái kiến lúc của số 10 hoặc là 14, quý vị cũng không tìm ra cái bệnh của cái viên xoàn này. Nó rất đẹp như là VVS1. Cộng với 3 excellent, viên này có cả hot and arrow. Nếu viên này có giấy giám định của quốc tế nữa, đó là GIA. Sạch đẹp, không bọt mặt cũng không than. Cái đường kính của viên 1 carat 31 đã được 7.04 ly. Hấp dẫn lắm quý vị, mà giá cũng mềm luôn. Giá thị trường là 6.900 đô. On sale ngày hôm nay chỉ có 5.750 đô. Cái xoàn 1 carat 31 mà được 7 ly VS1 là chỉ có 4.800 đô mà thôi. Còn cái nhẫn xoàn là 950, hai cái cộng lại là 5.750 đô. Hai viên này rất hấp dẫn quý vị. Qua món số 10 là một chiếc nhẫn xoàn vàng trắng 18K, 4 cháu cộng với một cái viên xoàn chính giữa là 5 ly VVS1 mà nước Jigger. 2 vi mà nước Jigger là tức là cả hàng sớm của nước F đó quý vị. Cộng với 3 excellent fluorescent, nó là nên. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA. Sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 1.800 đô rồi. On sale ngày hôm nay chỉ có 1.450 đô. Quá hấp dẫn quý vị. Qua món số 11 là một chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 35 viên xoàn nhỏ cộng với một cái viên xoàn chính giữa cũng là 5.1 ly, tức là 5.1 ly, cả lớn hơn 5 ly một chút. VVS1 là 2 vi mà nước D color thì quá tuyệt vời rồi quý vị. Fluorescent nó là nên, có cả hot and arrow excellent. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA. Sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 3.200 đô rồi. On sale ngày hôm nay chỉ có 2.600 đô. Cái xoàn mà 5.1 ly D color chỉ có 2.100 mà thôi quý vị. Quá hấp dẫn, khó mà đi kiếm nước D mà VVS1 mà lại có fluorescent nó nên, có cả hot and arrow. GIA giám định chỉ có 2.100, cái viên này chỉ có một viên một mà thôi quý vị. Còn cái nhẫn là 500, hai cái cộng lại là 2.600. Qua món số 12 là một đôi bông tai xoàn vàng trắng 18K, có khoảng 24 viên xoàn nhỏ cộng với hai cái viên xoàn chính giữa là 5.1 ly. VVS1 là 2 vi, là sạch đẹp quý vị, mua 2 vi thì khỏi chê rồi.
J-Color thì nó là nước J, nó rất trắng. Nước J của GIA, quý vị nên nhớ J-GIA, chứ không phải nước J ngoài giấy. Nước J ngoài giấy thì nó quá vàng, còn J-GIA thì nó trắng lắm quý vị. Cộng với 3 Excellent, hai viên này đều có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA. Sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 3.500 đô rồi, on sale ngày hôm nay chỉ có 2.750 đô. Cái xoàng 501 VVS1 mà nước J khó là chỉ có 1.200 đô một viên, nhân 2 là 2.400. Cái đôi bông tai 350 nữa, hai cái cộng lại 2.750. Qua món số 13 là một chiếc nhẫn xoàng kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K. Có khoảng 12 viên xoàng nhỏ cộng với một cái viên xoàng chính giữa là 501. VVS1 mà viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA. Sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 1.900 đô rồi, on sale chỉ có 1.580 đô. Cái xoàng 501 VVS1 nước J Color chỉ có 1.200 đô, cái vỏ xoàng là 380. Cái nhẫn này đeo cũng hấp dẫn, mà đeo thường mà mấy chị mấy cô đeo đi chơi cũng được, đeo làm đi làm cũng được quý vị, không mắc lắm, mà cái chỉ có 1.580 thôi mà quá đẹp. Nhờ cái vòng ở ngoài mấy viên nhỏ nhỏ nhìn vô thì giống như cái hột 6 ly đó quý vị. Qua món số 14 là một đôi bông tai xoàng kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 24 viên xoàng nhỏ cộng với một cộng với hai cái viên xoàng là mỗi viên là 5.4 IF mà H color là nước H, cộng với 3 Excellent. Fluorescent của hai viên này là nên. Đôi bông tai này hấp dẫn đó quý vị. 5.4 mà được IF thì quá tuyệt vời rồi. Nước Hex Color thì quá trắng, mà fluorescent nó là nên, mà có cả Hot and Arrow Excellent. Hai viên này kêu bằng tuyệt vời. Hai viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA. Giá thị trường đã là 5.100 đô rồi, on sale ngày hôm nay chỉ có 4.150 đô. Cái xoàng 5.4 IF mà Hex Color chỉ có 1.900 đô mà thôi, nhân 2 là 3.800. Còn bông tai 350, hai cái cộng lại 4.150. Qua món số 15 là một đôi bông tai xoàng kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 24 viên xoàng nhỏ cộng với hai cái viên xoàng này hấp dẫn quý vị, 4.8. E Color VVS1 mà nước Y mà VVS1, cái fluorescent nó là nên. Hai viên này đều có Hot and Arrow Excellent thì quá tuyệt vời. Hai viên này đều có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA. Giá thị trường là 3.200 đô rồi, on sale ngày hôm nay chỉ có 2.550 đô. Cái xoàng 4.8 nước EVVS1 on sale ngày hôm nay chỉ có 1.100 đô mà thôi, nhân 2 là 2.200. Vỏ xoàng là 350, hai cái cộng lại 2.550. Qua món số 16 là một chiếc nhẫn xoàng kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 24 viên xoàng nhỏ cộng với một cái viên xoàng chính giữa là 1 carat 03, quá đẹp quý vị. VVS1 mà nước J Color cộng với 3 Excellent. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA. Sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 5.700 đô, on sale ngày hôm nay chỉ có 4.700 đô mà thôi. Cái xoàng 1 carat 03 không có nhiều quý vị, nước J Color chỉ có 4.200 đô mà thôi, là quá rẻ. Vỏ xoàng là 500, hai cái cộng lại 4.700. Đây là 16 món, mong quý vị gọi vô cho KMP Đại Phát ở số phone là 714-305-8089 quý vị nha. Cảm ơn chị Bích. Và sau đây thì Phạm Khanh sẽ lặp lại món nữ trang từ món số 9 cho đến món số 16 trong chương trình ngày hôm nay. Món số 9 đó là một chiếc nhẫn xoàng kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 90 viên xoàng nhỏ cộng một viên xoàng 1 carat 31 nước J John Color VS1 3 Excellent, giá on sale là 5.750 đô. Món thứ 10 đó là một chiếc nhẫn xoàng vàng trắng 18K, 4 chấu cộng một viên xoàng 5 ly VVS1 nước J Color 3 Excellent, giá on sale là 1.450 đô. Món số 11 đó là một chiếc nhẫn xoàng kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 35 viên xoàng nhỏ cộng một viên xoàng 5 ly 1 nước D VVS1
giá on sale là 2.600 đô. Và món số 12 đó là một đôi bông tai xoàn vàng trắng 18K, có khoảng 24 viên xoàn nhỏ cộng 2 viên xoàn 5 ly mốt VVS1 nước J John Color 3 Excellent, giá on sale là 2.750 đô. Và thưa quý vị, món số 13 đó là một cái chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 12 viên xoàn nhỏ cộng 1 viên xoàn 5 ly mốt VVS1 nước J John Color, giá on sale là 1.580 đô. Món số 14 đó là một đôi bông tai xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 24 viên xoàn nhỏ cộng 2 viên xoàn 5 ly 4 IF nước Edge Color 3 Excellent, giá on sale là 4.150 đô. Món số 15 đó là một đôi bông tai xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 24 viên xoàn nhỏ cộng 2 viên xoàn 4 ly 8 nước Y VVS1, giá on sale là 2.550 đô. Và món số 16 đó là một chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 24 viên xoàn nhỏ cộng 1 viên xoàn 1.03 VVS1 nước J. John Color 3 Excellent, giá on sale là 4.700 đô. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi một số thông tin thương mại bảo trợ cho đài và sau đó chúng tôi sẽ trả lời ngay. KNP Đại Phát Jewelry chuyên bán vàng hộp xoàn GIA và đủ các loại nữ trang hiếm quý được khách hàng tin tưởng và ủng hộ trên 25 năm qua. Để cảm tạ quý khách, chúng tôi có giá thật hấp dẫn: hộp xoàn 4 ly VVS1 nước Y 400 Mỹ Kim, 4 ly rưỡi 700 Mỹ Kim. Hộp xoàn GIA với giá đặc biệt chỉ có tại KNP Đại Phát Jewelry trên lầu Phước Lộc Thọ, căn 214, gian hàng số 8 và 9. KNP Đại Phát Jewelry sẽ đem đến khán giả Lido Song TV những viên hộp xoàn GIA giá trị, hộp túi tiền. Kính mời quý vị đón theo dõi 714-890-0699. Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Talk Show, giới thiệu đến quý vị trung tâm hộp xoàn KNP Đại Phát. Quý vị mua vàng hộp xoàn tại trung tâm hộp xoàn KNP Đại Phát, quý vị không phải hồi hộp, không phải chờ đợi, không phải đấu giá, phải không ạ? Rất là phải là thoải mái. Và chỉ cần đó là quý vị chú ý những cái món nữ trang nào mà quý vị yêu thích và ông muốn order, ghi lại cái số thứ tự của món nữ trang đó, gọi ngay cho chị Bích. Nhớ là đừng chần chờ, vì những cái chương trình mà khi chúng tôi phát ra như vậy rất là nhiều khán giả gọi vô. Có thể là những món quý vị yêu thích thì người khác cũng thích luôn. Thành thử ra nếu mà ai gọi sớm thì chị Bích sẽ giữ lại cái món nữ trang đó cho vị khách đó. Thành ra là gọi càng sớm càng tốt. Mỗi món nữ trang có giá chỉ có một cái kiểu như vậy, và chỉ có giá và là on sale đặc biệt cho cái món nữ trang đó mà thôi. Thành thử ra đừng chần chờ, một lần nữa gọi cho chúng tôi 714-305-8089 khi mà quý vị xem những cái món nữ trang mà quý vị yêu thích. Bây giờ thì xin mời chị Bích giới thiệu những cái món nữ trang kế tiếp trong chương trình ngày hôm nay. Bây giờ món số 17 quý vị là một cái vòng xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 80 viên xoàn nhỏ cộng một cái viên xoàn chính giữa là 5 ly nước Eye Color. Còn hai bên của cái 5 ly thì có hai cái viên xoàn, mỗi viên là 3 ly rưỡi VVS1 mà nước Eye Color. Cái vòng này thì cái xoàn 5 ly nước Eye Color thì có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA. Cái vòng này cũng rất dễ thương quý vị. Giá thị trường là 4.600 đô rồi. On sale ngày hôm nay chỉ có 3.800 đô mà thôi, rất dễ thương. Không có mắc lắm mà quý vị có thể mua để tặng quà hoặc là mua để cho mấy cô dâu cũng đẹp quý vị. Qua món số 18 là một chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 50 viên xoàn nhỏ cộng với một cái viên xoàn chính giữa là 1 carat 21, là quá đẹp quý vị. Hex color là quá trắng rồi, mà còn được IF thì quá sạch luôn quý vị. Viên này có cả 3 excellent mà có cả hot and arrow excellent, mà fluorescent nó là none. Đường kính của viên này được 6 ly 81. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA, sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 9.900 đô rồi. On sale ngày hôm nay chỉ có 8.300 đô. Cái xoàn 1 carat 21 mà hex color là nước hát đó quý vị, là được IF là quá sạch, chỉ có 7.150 đô. Cái viên này có thể mua cho ai đã sắp đám cưới, đám hỏi. Thì cái viên này không lớn lắm mà cũng không nhỏ lắm, mà vừa đẹp mà có giấy giám định nữa, là cái giá cũng mềm nữa quý vị. Còn cái nhẫn á, là 1.150, hai cái cộng lại chỉ có 8.300, quá đẹp quý vị ơi. Qua món số 19 là một chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K,
có khoảng 56 viên xoàn nhỏ cộng với một cái viên xoàn chính giữa là 1 carat 50. K-Color là 1 carat 50 thì quá đẹp rồi, nước K. VVS1 mà cộng với 3 Excellent. Đường kính của viên này được 7 ly 42. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA. Sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 9.500 đô rồi. On sale ngày hôm nay chỉ có 7.780 đô. Cái xoàn 1 carat 50 VVS1 mà nước K-Color on sale ngày hôm nay chỉ có 6.500 mà thôi, quá đẹp. Còn cái nhẫn thì 1.280 đô, hai cái cộng lại là 7.780 đô. Qua món số 20 là một cái mặt xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 44 viên xoàn nhỏ cộng với một cái viên xoàn chính giữa là 4.4 ly. IF thì quá sạch, thay vì quý vị mua 4.5 ly thì mắc quá, thì 4.4 ly thì quá rẻ rồi quý vị. Nước E-Color, viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA. Sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Cái mặt xoàn thì nó dễ thương, nó hai trái tim mà chồng lên nhau, chính giữa cổng thêm một cái viên xoàn 4.4 ly nữa thì quá đẹp. Giá thị trường là 1.500, on sale ngày hôm nay chỉ có 1.250. Cái xoàn 4.4 ly nước EIF chỉ có 770 đô, cái mặt xoàn thì 480, hai cái cộng lại là 1.250 đô. Qua món số 21 là một chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 14 viên xoàn nhỏ cộng với một cái viên xoàn chính giữa là 1 carat 25. Nước I-Color đường kính được là 7 ly, quá đẹp quý vị. VVS1 cộng với 3 Excellent Fluorescent nó là nên. Viên này nó quá hấp dẫn. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA. Sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 9.900 đô rồi. On sale ngày hôm nay chỉ có 8.250 đô. Cái xoàn 7 ly mà VVS1 nước I-Color chỉ có 7.700 đô. Tại vì viên này nó fluorescent, nó là nên, thành ra nó mắc một chút. Cái xoàn, vỏ xoàn này 550, hai cái cộng lại là 8.250 đô. Qua món số 22, một chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 50 viên xoàn nhỏ cộng với một cái viên xoàn chính giữa là 1 carat 68. 1 carat 68 là hơn 1.5 ly rồi quý vị. Đường kính của viên này là 7.7 ly. 7.7 ly hấp dẫn quý vị. Quá hơn. I-Color thì quá chẳng rồi. VVS1 cộng với 3 Excellent. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA. Sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 13.000 đô. On sale ngày hôm nay chỉ có 10.650 đô. Cái xoàn 1 carat 68 VVS1 nước I-Color đó, viên này chỉ có là 9.400 đô. Cái nhẫn xoàn là 1.250, hai cái cộng lại là 10.650 đô. Qua món số 23 là một chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 102 viên xoàn nhỏ cộng với một cái viên xoàn chính giữa là 2 carat 82. Nước G-Color là quá chẳng rồi quý vị. VS2 nó chỉ có là một chút xíu ở bên mé thôi quý vị, nó rất sạch mà rất đẹp, nó không có bày nhầy, nó quá đẹp. Thì VS2 nó nhìn vô giống như VVS2 vậy, nó đẹp lắm quý vị. Cộng với 3 Excellent. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA. Đường kính của viên này đo được 9 ly quý vị. Quý vị đeo cái viên này, quý vị không nói 2K82 thì quý vị nói 3K cũng giống nhau thôi quý vị. Sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Viên này có cả Hot and Arrow Excellent luôn. Giá thị trường là 25.000 đô rồi. On sale ngày hôm nay chỉ có 20.500 đô. Cái xoàn 2 carat 82 VS2 chỉ có 18.500 đô. Cái vỏ xoàn là 2.000, hai cái cộng lại là 20.500 đô. Qua món số 24 là một viên xoàn 5 ly
app Color VS2 này nó sạch lắm quý vị. VS2 của GIA cộng với 3 Excellent Fluorescent nó là nên có cả Hot and Arrow Excellent. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA. Quý vị khỏi đi đấu giá, nó chỉ có 1.180 đô. Cái giá thị trường là 1.600. Cái viên này nó quá đẹp quý vị. Đây là 24 món rồi, mong quý vị gọi vô cho KMP Đại Phát ở số phone 714-305-8089 quý vị nha. Cảm ơn chị Bích. Và sau đây thì Phạm Khanh sẽ lặp lại món nữ trang từ món số 17 cho đến món số 24 trong chương trình ngày hôm nay. Món số 17 đó là một chiếc vòng xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 80 viên xoàn nhỏ, cộng một viên xoàn 5 ly nước Eye Color 3 Excellent, giá on sale là 3.800 đô. Món số 18 đó là một chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 50 viên xoàn nhỏ, cộng một viên xoàn 1 carat 21 nước Edge Color IF 3 Excellent, giá on sale là 8.300 đô. Món số 19 đó là một chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 56 viên xoàn nhỏ, cộng một viên xoàn 1 carat 50 nước K Color VVS 1 3 Excellent, giá on sale là 7.780 đô. Và món số 20 đó là một mặt xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 44 viên xoàn nhỏ, cộng một viên xoàn 4 ly 4 IF nước E Color, giá on sale là 1.250 đô. Món số 21 đó là một chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 14 viên xoàn nhỏ, cộng một viên xoàn 7 ly 1 carat 25 nước E Color VVS 1 3 Excellent, giá on sale là 8.250 đô. Món số 22 đó là một chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 50 viên xoàn nhỏ, cộng một viên xoàn 1 carat 68 nước Eye Color VVS 1 3 Excellent, giá on sale là 10.650 đô. Và món số 23 đó là một chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 102 viên xoàn nhỏ, cộng một viên xoàn 2 carat 82 nước Jaejeon Color VS2 3 Excellent, giá on sale là 20.500 đô. Và món số 24 đó là một viên xoàn 5 ly nước F Color VS2 3 Excellent, giá on sale là 1.180 đô. Xin mời quý vị theo dõi một số thông tin thương mại và sau đó chúng tôi trở lại ngay. KNP Đại Phát Jewelry chuyên bán vàng hộp xoàn GIA và đủ các loại nữ trang hiếm quý được khách hàng tin tưởng và ủng hộ trên 25 năm qua. Để cảm tạ quý khách, chúng tôi có giá thật hấp dẫn: hộp xoàn 4 ly VVS1 nước Y 400 Mỹ Kim, 4 ly rưỡi 700 Mỹ Kim. Hộp xoàn GIA với giá đặc biệt chỉ có tại KNP Đại Phát Jewelry trên lầu Phước Lộc Thọ, căn 214, gian hàng số 8 và 9. KNP Đại Phát Jewelry sẽ đem đến khán giả Lido Song TV những viên hộp xoàn GIA giá trị, hợp túi tiền. Kính mời quý vị đón theo dõi 714-890-0699. Kính chào quý vị trở lại với chương trình phần cuối cùng của chương trình Talk Show ngày hôm nay, với 8 món nữ trang, từ món nữ trang số 25 cho đến món nữ trang số 32. Và trong khi xem chương trình này, nếu quý vị muốn order bất cứ món nữ trang nào, xin ghi lại số thứ tự và gọi ngay, đừng chần chờ. Gọi cho chúng tôi ở số điện thoại là 714-305-8089. Quý vị cũng có thể xem lại phần 1, phần 2, phần 3 của chương trình ngày hôm nay qua trang mạng YouTube, đó là KNP Đại Phát. Quý vị vào YouTube và search là chương trình Talk Show của KMP Đại Phát hoặc là trung tâm hộp xoàn KMP Đại Phát, thì tất cả những cái chương trình mà chúng tôi nói trực tiếp trên đài Lido Sài Gòn TV ngày hôm nay sẽ được phát lại. Và khi vị xem, nếu ưng ý một cái món nữ trang nào, xin đừng chần chờ gọi chúng tôi ngay ở số điện thoại 714-305-8089 để order, và chị Bích sẽ giữ lại cho quý vị món nữ trang đó. Và bây giờ thì chị Bích sẽ giới thiệu cho chúng ta từ món 25 cho đến món 32 trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời chị. Dạ, cảm ơn Phạm Khanh. Trước khi Bích nói tới món 25 đó, quý vị nhớ là trên quý vị thấy là quà đọc thì quá nhanh, là vì thời gian nó có hạn quý vị ạ. Thành ra là quý vị cố gắng lên lại YouTube coi lại thêm một lần nữa, là cái YouTube đó quý vị đánh vô KNP Đại Phát. Nhưng mà quý vị muốn coi cái show mới á, thì quý vị đánh vô chữ Pay, chữ P á, chữ Pay phở 166 tới 167, 169 rồi chứ, 69, 170, 71, 72 thì những cái show đó là show mới quý vị nhé. Quý vị không đánh chữ Pi 100 mấy á, thì quý vị thấy những cái show cũ không à. Thành ra có gì quý thắc mắc quý vị gọi lại cho Bích, ok. Số phone là 714-305-8089. Và bây giờ Bích qua món số 25 là một chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 32 viên xoàn nhỏ cộng với một cái viên xoàn chính giữa hấp dẫn quý vị. 6 ly 2, 8 nút nước F Color thì tuyệt vời.
Còn IF thì còn ai hơn nó, cộng với 3 Excellent Forestation nó là nên. Thì cái viên này có cả Hot and Arrow Excellent, không có gì để cho quý vị chê cái viên này cả. À, viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA, không bọt mà cũng không than quý vị. Giá thị trường là 7.800 đô rồi, on sale ngày hôm nay chỉ có 6.350 đô. Cái xoàng 6 ly 2 mà nước F color IF nó tuyệt vời, chỉ có 5.600 đô. Nếu quý vị nhít thêm một chút 6 ly 3 đã là 1 carat rồi thì quý vị phải trả hơn 10.000 đô. Thành ra cái viên này lâu lâu có một viên nó rất hấp dẫn. Còn cái nhẫn xoàng là 750, hai cái cộng lại là 6.350 đô. Viên này chắc cũng cháy máy quý vị ạ. Qua món số 26, một viên xoàng cũng là 6 ly mà nước chi khó là chi chan. IF thì sạch tuyệt vời rồi, cộng với 3 Excellent Forestation nó là nên. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA. À, sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 3.500 rồi, on sale ngày hôm nay chỉ có 2.800. Quá đẹp quý vị. Qua món số 27 là một viên xoàng cũng là một viên xoàng 5 ly 8 mà là VVS1 là 2 V cả là E color thì còn ai bằng nữa, E thì quá đẹp rồi, cộng với 3 Excellent. Cái fluorescent của viên này là nên, có cả Hot and Arrow Excellent. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA, sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 4.800 đô, on sale ngày hôm nay chỉ có 3.850 đô. Thì viên 5 ly 8 mà chưa tới gần 6 ly mà quý vị mua có 3.000 mấy thì quá rẻ rồi quý vị. 3.850 đô thì quá hấp dẫn. Qua món số 28 là một viên xoàng, 5 ly 9 quý vị ạ. IF thì quá tuyệt vời rồi, nước E-Color cộng với 3 Excellent. Fluorescent nó là nên, có Hot and Arrow Excellent luôn quý vị. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 5.300 đô rồi, on sale ngày hôm nay chỉ có 4.380 đô. Những cái viên xoàng này quý vị thấy rẻ mà đẹp, mà quý vị muốn kiếm thêm một viên làm đôi bông tai nữa, quý vị hãy mua một viên để trước đi. Chứ không, nếu mà chờ tới cái viên số 2 á, là cái viên này nó biến mất rồi quý vị ạ. À, thành ra quý vị thấy cái gì mà quý vị thấy thích thì cứ mua. Tại vì hột xoàng nó đâu có bay màu đâu. Thành ra là thích là mua, chứ không là qua món qua đợt sau thì cái giá cả nó phải khác nhau một chút quý vị. Qua món số 29 là một cái viên xoàng 5 ly 7 mà nước E-Color IF mà là có 3 Excellent Forestation nó là nên, có cả Hot and Arrow Excellent. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA, sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 4.800 đô rồi, on sale ngày hôm nay chỉ có 3.980 đô, quá hấp dẫn quý vị. Qua món số 30 cũng là một viên xoàng, một viên xoàng là 4 ly 9 mà nước D color VVS1 cộng với 3 Excellent. Cái fluorescent nó là nên, có cả Hot and Arrow Excellent. Viên này quá đẹp quý vị, thay vì mình mua 5 ly thì ra 2.000 mấy rồi, bây giờ chỉ có 4 ly 9 nhích có một chút thôi, xíu thôi mà Bích cũng muốn chờ kiếm làm sao thêm được một viên 4 ly 9 để lên làm đôi bông bán cho khách hàng. Chờ hoài không có thì nha, bắt buộc phải mang lên cho quý vị mua. Ai muốn mua cái này làm cái mặt cũng dễ thương quý vị. Còn không thì mua để dành sẵn đó, là nếu quý vị kiếm thêm được một hộp nữa thì quý vị nên làm bông tai. Giá thị trường là 1.900 đô rồi, on sale ngày hôm nay chỉ có 1.550 đô, quá hấp dẫn. Qua món số 31 là một cái viên xoàng 5 ly 6 nước Hex Color IF mà có 3 Excellent. Cái fluorescent nó là nên. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA, không bọt mà cũng không có than. Giá thị trường là 2.600 đô, on sale ngày hôm nay chỉ có 2.100. 5 ly 6 mà nước Hex Color mà là IF fluorescent nó nên, 3 Excellent, có cả Hot and Arrow chỉ có 2.100 thôi thì quá tuyệt vời.
Qua món số 32 là một cái viên xoàn 5 ly 72 nước Hess Color IF cộng với 3 Excellent. Cái fluorescent nó là none, cái hot and, có cả hot and arrow. Quý vị có thể lấy cái viên, cái món số 31 cộng với món số 32 làm cặp bông tai cũng được. À, viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA, giá thị trường là 2007, on sale ngày hôm nay là 2002. Đây là tất cả 32 món, mong quý vị gọi vô cho KMP Đại Phát ở số phone là 714-305-8089. Quý vị đừng quên lên YouTube coi lại thêm một lần nữa rồi gọi cho Bích nha quý vị. Cảm ơn chị Bích. Và sau đây thì Phạm Khanh sẽ lặp lại món nữ trang từ số 25 cho đến món số 32 trong chương trình ngày hôm nay. Món số 25 đó là một chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K có khoảng 32 viên xoàn nhỏ cộng một viên xoàn 6 ly 2 nước F, IF, Tree Excellent, giá on sale là 6.350 đô. Món số 26 đó là một viên xoàn 6 ly nước J. John Color IF, Tree Excellent, có giấy giám định GAA quốc tế đó thưa quý vị. Và giá on sale đó là 2.800 đô. Món số 27 đó là một viên xoàn 5 ly 8 VVS One nước E-Color Tree Excellent, giá on sale là 3.850 đô. Món số 28 đó là một viên xoàn 5 ly 9 nước IF nước E-Color Tree Excellent, giá on sale là 4.380 đô. Và món số 29 đó là một viên xoàn 5 ly 71 nước E-Color IF Tree Excellent, giá on sale là 3.980 đô. Món số 30 đó là một viên xoàn 4 ly 9 nước D. David Color VVS One Tree Excellent, giá on sale là 1.550 đô. Và món số 31 đó là một viên xoàn 5 ly 6 nước H. Henry Color IF Tree Excellent, giá on sale là 2.100 đô. Và món số 32 đó là một viên xoàn 5 ly 72 nước H. Henry Color IF Tree Excellent, giá on sale là 2.200 đô. Xin bị gọi ngay đừng chần chờ ở số điện thoại của trung tâm hộp xoàn K&P Đại Phát, đó là 714-305-8089, 714-305-8089, cho chúng tôi biết số thứ tự của những cái món nữ trang mà quý vị muốn order, và sau đó chị Bích sẽ giữ lại. Chúng tôi cũng nhận ship hàng đi tất cả các tiểu bang. Xin gọi vô và cho biết số thứ tự và cũng như là cho địa chỉ và cách quý vị trả payment như thế nào, thì trung tâm hộp xoàn sẽ ship cái hàng đến tận nơi cho quý vị. Gọi ngay cho trung tâm hộp xoàn K&P Đại Phát để biết thêm chi tiết, 714-305-8089. Cảm ơn chị Bích đã đến với chương trình ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Phạm Khanh. Xin chào tạm biệt và xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. K&P Đại Phát Jewelry chuyên bán vàng hộp xoàn GAA và đủ các loại nữ trang hiếm quý được khách hàng tin tưởng và ủng hộ trên 25 năm qua. Để cảm tạ quý khách, chúng tôi có giá thật hấp dẫn. Hộp xoàn 4 ly VVS One nước Y 400 Mỹ Kim, 4 ly rưỡi 700 Mỹ Kim. Hộp xoàn GAA với giá đặc biệt chỉ có tại K&P Đại Phát Jewelry trên lầu Phước Lộc Thọ căn 214 gian hàng số 8 và 9. K&P Đại Phát Jewelry sẽ đem đến khán giả Lido Son TV những viên hộp xoàn GAA giá trị, hộp túi tiền. Kính mời quý vị đón theo dõi 714-890-0699.